Theo Phật giáo, tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sanh mà các ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là một trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình. Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là Bhāṣyā Guru Vaidurya Prabhāraja, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép, về phương đông cách thế giới ta bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nhờ trong khi tu hành Bồ Tát Đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật, Ngài trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly, trang nghiêm như thế giới Cực Lạc, cùng với hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh. Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh Lưu Ly Quang Như Lưu Ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang. Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai. 1. Nguyện khi ta thành đạo Bồ Đề, thân đầy đủ 32 tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như ta. 2. Nguyện khi ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị. 3. Nguyện khi ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm. 4. Nguyện khi ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng nhị thừa thì đều hướng về nhất thừa. 5. Nguyện khi ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo. 6. Nguyện khi ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu xa, đuôi điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên ta, niệm tên ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan. 7. Nguyện khi ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ Đề. 8. Nguyện khi ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dễ thấp kém, nếu nghe được tên ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả. 9. Nguyện khi ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ Tát hạnh mau chứng đạo Bồ Đề. 10. Nguyện khi ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, các sẽ vân vân mà nghe tên ta thì đều thoát khỏi. 11. Nguyện khi ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên ta, chuyên niệm thọ trì, thì ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui. 12. Nguyện khi ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, mũi mồng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên ta chuyên niệm thọ trì, thì ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.